Quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyển động 360, nơi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đang được quan tâm. Hiện nay xoài cát chu có giá từ 5.000 đến 6.000 đồng 1 kg, xoài cát hòa lộc là 25 đến 30.000 đồng. Mức giá này giảm 10 đến 15.000 đồng so với tháng trước. Phần lớn xoài được nông dân trồng chủ yếu để phục vụ thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên gần đây nước này áp dụng các quy định mới về xuất nhập khẩu khiến cho việc xuất khẩu xoài gặp khó khăn. Những ngày này nhiều loại thủy hải sản ở miền Tây đồng loạt tăng giá mạnh do người dân có nhu cầu tăng cao. Cụ thể, tôm càng xanh có giá từ 400.000 đồng 1 kg, giá tôm sú là 500.000 đồng 1 kg, cua gạch loại 1 từ 1 đến 2 con có giá 600.000 đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tiêu thụ gừng ở Nghệ An gặp nhiều khó khăn. Tính đến cuối tháng 3 năm 2022, tổng sản lượng gừng trên địa bàn xã Tam Hợp tồn đọng khoảng 80 tấn. Hiện giá gừng chỉ từ 5 đến 6.000 đồng 1 kg nhưng vẫn không tiêu thụ được. Chính quyền địa phương đã gửi thư ngỏ tới các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong và ngoài huyện nhờ hỗ trợ tiêu thụ gừng tươi trên địa bàn. Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng các sở, ngành, hiệp hội liên quan tổ chức 7 chương trình tập huấn hoàn toàn miễn phí trong tháng 4 này dành cho các cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển, khu điểm du lịch và nhà hàng trên địa bàn thành phố. Mỗi lớp tập huấn thu hút khoảng 100 học viên trực tiếp tham gia. Chương trình tập huấn tập trung vào nâng cao chất lượng và sự chuyên nghiệp trong tiếp đón, phục vụ khách, nâng cao năng lực quản trị của các doanh nghiệp về kỹ năng quản lý rủi ro, ứng dụng chuyển đổi số trong quy trình vận hành, đặc biệt là hướng dẫn và thực hành quy trình mẫu về quy tắc an toàn trong phòng chống dịch. Nội dung các buổi tập huấn cũng sẽ được phổ biến rộng rãi trên website của Sở Du lịch nhằm đảm bảo việc mở lại hoạt động du lịch hiệu quả và an toàn trong điều kiện bình thường mới. Đáp ứng nhu cầu của đông đảo các nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài nước mong muốn tiếp cận thông tin đầy đủ, toàn diện về những nội dung của các gói hỗ trợ liên quan đến chính sách tài khóa sáng nay, đã diễn ra diễn đàn đối thoại chính sách tài khóa hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các đơn vị trực thuộc, hiệp hội doanh nghiệp và hơn 100 doanh nghiệp. Theo các diễn giả, những chính sách giải pháp của chính phủ, đặc biệt là gói hỗ trợ về tài khóa là khá đồng bộ với nguồn lực đủ lớn để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2023. Tại diễn đàn, Bộ Tài chính chia sẻ thêm các thông tin mới nhất về các chính sách tài khóa và cùng trao đổi về những vấn đề doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm nhằm đưa chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tốt nhất, góp phần đóng góp tích cực vào chương trình phục hồi chung. Như đã đưa tin, nhiều thẩm mỹ viện trên địa bàn Hà Nội đã hoạt động dịch vụ y tế trái phép. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ra quyết định đình chỉ hoạt động 3 thẩm mỹ viện. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ viện Hà Nội địa chỉ số 2 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng của cơ sở do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép. Thanh tra Sở Y tế cũng ra quyết định xử phạt 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với thẩm mỹ viện VIN có địa chỉ 196 Lê Trọng Tấn vi phạm quảng cáo đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các quảng cáo trên Facebook và web của đơn vị. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cốc Beauty Central, địa chỉ tại 270 phố Xã Đàn, quận Đống Đa, đã bị đình chỉ hoạt động 18 tháng và xử phạt 135 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và quảng cáo đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Theo Bộ Y tế, dự kiến ngày 9 tháng 4, lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ về đến Việt Nam. Công tác tiêm chủng cho trẻ sẽ được triển khai ngay sau đó khi việc kiểm định vaccine hoàn thành. Theo đó, gần 1 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi này là do chính phủ Úc tài trợ. Đây là lô đầu tiên trong số vaccine tiêm cho trẻ ở độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi của Việt Nam. Sau đó, vài ngày công tác tiêm chủng sẽ được triển khai trước tiên cho trẻ khối lớp 6. Dự kiến lô vaccine thứ 2 sẽ về vào ngày 13 tháng 4 và lô thứ 3 sẽ về trước ngày 18 tháng 4. Trước đó, Bộ Y tế thông tin có hai loại vaccine là vaccine Moderna và vaccine Pfizer sẽ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, về liều tiêm mỗi mũi của hai loại vaccine khác nhau, lứa tuổi tiêm cũng có sự khác biệt. Bộ Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn các tỉnh, thành phố về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ ở độ tuổi này. Số lượng đơn vị máu tiếp nhận của toàn quốc mỗi năm gần đây không tăng nhiều, nhưng tỷ lệ người hiến máu nhắc lại thường xuyên đã đạt trên 50%. Ý thức của cộng đồng về hiến máu, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 tăng cao rõ rệt. Đối tượng hiến máu đã có sự dịch chuyển khi cán bộ viên chức, người lao động, nông dân tham gia hiến máu ngày càng tích cực. Năm 2021, cả nước đã vận động và tiếp nhận được 1.304.191 đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%.
Trong 22 năm, tính toàn dân hiến máu đã được khẳng định với sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Từ những hoạt động hiến máu nhỏ lẻ đến các phong trào kêu gọi mạnh mẽ, việc hiến máu đã trở thành hành động thường xuyên của hàng vạn người dân. Sự chuyển dịch tưởng như đơn giản, nhưng đó là sự thay đổi về chất mang tính bền vững. Quý 1 năm 2022, tình hình đăng ký doanh nghiệp trên cả nước có nhiều khởi sắc. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động ghi nhận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 3 năm 2022, cả nước có 14.300 doanh nghiệp thành lập mới. Kết quả này nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý 1 là 60.200 doanh nghiệp. Bình quân một tháng có 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành công văn gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu triển khai, thực hiện nghiêm một số vấn đề để đảm bảo an toàn hoạt động, trong đó thực hiện kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng theo đúng chỉ tiêu được giao thực hiện trong năm 2022, phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Không khí lớp học này như sôi nổi hơn khi cả cô và trò cùng dành thời gian để bàn thảo về đề thi tham khảo vừa được công bố. Theo đánh giá của giáo viên, đề thi tham khảo năm nay bám sát chương trình giảm tải với khoảng 75% đến 80% là kiến thức cơ bản. Với 40 câu hỏi thì được phân ra cái mức độ nhận biết và thông hiểu khoảng chiếm khoảng 75%, còn vận dụng thấp và vận dụng cao thì chiếm đến khoảng 25%. Thì như vậy là rất là đảm bảo cho cái việc là các học sinh cơ bản có thể là vượt qua được cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần này ạ. So với đề thi năm 2021 thì không có quá nhiều sự thay đổi về mức độ và các dạng câu hỏi, nó phù hợp với tiêu chí của kỳ thi. Như vậy thì các em học sinh hoàn toàn có thể yên tâm rằng những kiến thức mà chúng ta đã tích lũy được trong nhà trường, trong chương trình lớp 12 là hoàn toàn phù hợp để các bạn có thể tham gia kỳ thi. Đề thi dễ thở cho học sinh nhưng sẽ là bài toán khó cho tuyển sinh của các trường đại học. Bởi theo đánh giá của các giáo viên, đề thi có sự phân hóa, nhưng để phù hợp với mục tiêu để đánh giá tốt nghiệp trung học phổ thông hơn là xét tuyển đại học, chỉ có khoảng 25-30% số câu hỏi thuộc mức độ vận dụng và vận dụng cao. Trong đó số câu hỏi để phân loại thí sinh chiếm khoảng 10%. Dùng cái đề này để các trường đại học làm cơ sở để xét tuyển thì tôi cũng nghĩ rằng là nó cũng còn một chút khó khăn, bởi vì là thế này, cái điểm 5 câu với lại điểm rất giỏi thì đúng là phải học sinh rất giỏi mới làm được, thì mình cứ gạt sang một bên. Nhưng mà cái khoảng chênh 1,4 điểm khâu phân loại đấy cho học sinh khá giỏi thì cái khoảng chênh đó nó hơi ít. Mức độ phân hóa thấp, trong khi nhiều trường đại học, thậm chí nhiều trường top trên dự kiến vẫn sẽ lấy kết quả của kỳ thi này để xét tuyển. Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng số câu hỏi khó để phân loại thí sinh trong mục tiêu xét tuyển đại học. Đấy, về cái mức độ đề, làm sao nó có phải có cái độ khó để mình phân biệt được là học sinh chăm học với học sinh thông minh. Đấy, học sinh có cái sự bứt phá trong cái đề thì vẫn bảo đảm được là cái việc là mình xét tốt nghiệp và vẫn bảo đảm được cái việc là các trường đại học có thể lấy được cái mức độ là học sinh tốt vào các trường của mình. Tuy nhiên nhiều giáo viên cũng khuyến cáo học sinh không nên vì thế đề tham khảo cũng quá khó mà nảy sinh tâm lý chủ quan. Vì thực tế, đề thi thật của nhiều năm vẫn có độ chênh so với đề tham khảo, nên học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản và phải luyện tập thêm cả phần nâng cao để đạt kết quả cao nhất cho kỳ thi sắp tới. Tiếp sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quốc tế. Hôm qua, theo giờ địa phương, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích vào khu vực nhà ga đường sắt Lozavaya ở phía nam tỉnh Kharkov, phá hủy một kho vũ khí và thiết bị quân sự được nước ngoài chuyển giao cho Ukraine. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về những thiết bị quân sự đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào cơ sở nhiên liệu ở thành phố Chugev, được các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng ở tỉnh Kharkov. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc cơ quan tình báo Ukraine đang lên kế hoạch cho nổ tung một cơ sở lưu trữ clo ở vùng Kharkov để sau đó buộc tội Moscow gây ra thảm họa hóa học này.
Tối qua, theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành cuộc họp về cuộc khủng hoảng Ukraine trong bối cảnh xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các biện pháp ngoại giao chưa tạo đột phá. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng khủng hoảng tại Ukraine hiện nay là thách thức lớn nhất với trật tự quốc tế và gây áp lực lớn tới các nước đang phát triển khi khiến giá cả nhiều mặt hàng tăng cao. Tham gia dưới hình thức cầu truyền hình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc Liên Hợp Quốc hành động ngay lập tức để chấm dứt xung đột ở nước này. Ông cũng kêu gọi cải cách hệ thống hiện nay của Hội đồng Bảo an khi cho phép những nước ủy viên thường trực như Nga có quyền phủ quyết. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine về việc hàng trăm nghìn người bị cưỡng ép rời Ukraine, đồng thời khẳng định những người này được sơ tán tới Nga trên tinh thần tự nguyện. Cũng phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Trung Quốc tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga không hiệu quả trong giải quyết khủng hoảng Ukraine mà còn gây hiệu ứng lan tỏa. Ông cũng kêu gọi Mỹ, NATO và EU đối ngoại với Nga về vấn đề này. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang khi Ủy ban châu Âu EC hôm qua đã đề xuất gói biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moscow, trong khi nhiều nước châu Âu cũng tuyên bố trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga. Về phần mình, Tổng thống Putin cũng chỉ trích việc phương Tây quốc hữu hóa tài sản của Nga ở nước ngoài là con dao hai lưỡi. Đề xuất trừng phạt mới của EC bao gồm cấm nhập khẩu than đá từ Nga và cấm tàu Nga cập cảng châu Âu. Ngoài ra, EC cũng lên kế hoạch cấm các giao dịch của 4 ngân hàng lớn tại Nga, cũng như cấm nhập khẩu một số mặt hàng khác của nước này, trong đó có dầu mỏ. Dự kiến Ngoại trưởng EU có thể bỏ phiếu thông qua các đề xuất trên bên lề các cuộc họp sắp tới của NATO và G7 hoặc tại hội nghị thượng đỉnh Ngoại trưởng EU vào đầu tuần sau. Trong khi đó, Mỹ cũng thông báo cấm Nga trả bất cứ khoản nợ nào bằng đồng đô la Mỹ từ các tài khoản của chính phủ nước này mở tại các tổ chức tài chính của Mỹ kể từ hôm qua, ngày 5 tháng 4. Cùng ngày, EU và nhiều nước châu Âu đã tiếp nối Đức và Pháp thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Trong vòng 48 giờ qua, đã có hơn 200 nhà ngoại giao Nga bị các nước châu Âu trục xuất. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga, đồng thời cảnh báo việc một số nước lên kế hoạch quốc hữu hóa tài sản của Nga ở nước ngoài là con dao hai lưỡi. Tuyên bố được đưa ra sau khi Đức thông báo kế hoạch kiểm soát chi nhánh của tập đoàn Gazprom tại nước này. Ngân hàng Thế giới WB nhấn mạnh, những tác động rõ nhất của khủng hoảng Ukraine với khu vực Đông Á và Thái Bình Dương là tình trạng gián đoạn nguồn cung, sức ép lên khu vực tài chính, cũng như suy giảm niềm tin trong giới đầu tư. Tuy nhiên, WB cũng cho rằng một số quốc gia Đông Á và Thái Bình Dương đang có khả năng chống chịu cú sốc kinh tế tốt hơn như những nước chuyên xuất khẩu hàng hóa như Indonesia và Malaysia. Ngoài ra, chính phủ các nước khu vực cũng có thể dung hòa giữa cầu chi tiêu và siết chặt chính sách tài chính, đồng thời thúc đẩy các kế hoạch phục hồi kinh tế. Phát biểu họp báo trước hội nghị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg một lần nữa khẳng định khối sẽ không đưa máy bay hoặc gửi binh sĩ tới Ukraine. Ông cho biết hội nghị ngoại trưởng lần này sẽ thảo luận về khái niệm chiến lược mới của NATO. Khái niệm này sẽ định hướng cho khối để thích ứng với thực tế an ninh toàn cầu mới. Phiên bản mới dự kiến sẽ được cập nhật tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 tới ở Tây Ban Nha, sẽ phải giải quyết kịch bản địa chính trị sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Dự kiến trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị mùng 7 tháng 4, các ngoại trưởng NATO sẽ gặp những người đồng cấp từ Phần Lan, Thụy Điển, Georgia và Liên minh châu Âu EU, và các ngoại trưởng đến từ các nước đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Cuộc họp của các ngoại trưởng NATO sau đó sẽ tập trung chủ yếu về tình hình tại Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng sẽ tham dự cuộc họp với các đồng minh châu Âu. Trong vòng chưa đầy 3 tuần, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương phải liên tục tiến hành các cuộc họp quan trọng với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Mỹ. Mặc dù trong liên minh vẫn có những bất đồng giữa các đồng minh, nhưng mục tiêu chung mà NATO đang tập trung là bàn tính các giải pháp mà chủ yếu bằng con đường ngoại giao để hạ nhiệt cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine khi nó đã bước sang tháng thứ hai. Hương Giang, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sau 2 năm phải tạm dừng do đại dịch COVID-19, tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm ở Singapore dự kiến sẽ được mở lại hoàn toàn từ ngày 19 tháng 4. Với các biện pháp an toàn phòng dịch được áp dụng, phản ánh của phóng viên thông tấn tại địa bàn. Cụ thể, các cơ sở dịch vụ giải trí về đêm như quán bar, vũ trường sẽ phải áp dụng các biện pháp quản lý an toàn phòng dịch, bao gồm xác định tình trạng tiêm chủng. Theo đó, khách được yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 24 giờ do nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm được Bộ Y tế Singapore phê duyệt. Yêu cầu không áp dụng với nhân viên cơ sở kinh doanh.
Bên cạnh đó, mọi cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm sẽ phải tuân thủ các biện pháp quản lý an toàn phòng dịch chung. Nếu vi phạm, doanh nghiệp sẽ phải chịu những hành động cưỡng chế như đóng cửa cơ sở kinh doanh và các hình phạt khác. Tình trạng thảm họa tại Nam Phi được ban bố vào ngày 15 tháng 3 năm 2020 sau khi ca mắc COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở nước này và có hiệu lực trong vòng 3 tháng. Kể từ 15 tháng 6 năm 2020, tình trạng này bắt đầu được gia hạn hàng tháng. Dù nhiều quy định ban hành kèm theo tình trạng thảm họa được các chuyên gia y tế hoan nghênh, song cũng đã khiến nhiều người dân Nam Phi gặp khó khăn trong sinh hoạt. Việc Nam Phi dỡ bỏ tình trạng thảm họa thực sự là tin mừng, bởi Nam Phi là quốc gia dựa rất nhiều vào du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế. Có lẽ những hướng dẫn viên du lịch như tôi vẫn sẽ phải đợi cho đến khi du lịch hoàn toàn phục hồi. Du lịch là một phần quan trọng của nền kinh tế, cũng như mang lại cho những người trẻ tuổi hy vọng về việc làm trong tương lai. Cuộc sống của tôi quay cuồng suốt 2 năm qua, sống trong điều kiện phong tỏa rất khó khăn vì mọi thứ đều mất hết và chậm lại. Nay tình trạng thảm họa đã được bãi bỏ, thì cuộc sống mới có thể trở lại như cũ. Giờ thì chúng tôi có thể yên tâm tới trường, giao lưu bạn bè, thầy cô và không phải học trực tuyến nữa. Sau hơn 2 năm bùng phát, Nam Phi ghi nhận tổng cộng hơn 3.600.000 trường hợp mắc COVID-19 và hơn 100.000 trường hợp tử vong. Như vậy là sau 750 ngày, người dân đất nước Nam Phi đã trở lại với cuộc sống bình thường. Trong hơn 2 năm qua, với sự xuất hiện của biến thể Omicron và 4 làn sóng lây nhiễm COVID-19, hơn ai hết, người dân đất nước Nam Phi hiểu rõ việc trở về với tình trạng bình thường mới là điều kiện tiên quyết để có thể ổn định cuộc sống và phục hồi kinh tế. Hồng Minh, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ thủ đô Pretoria, Cộng hòa Nam Phi. Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia cho biết những lao động có thu nhập hàng tháng dưới 3,5 triệu rupiah sẽ được nhận 1 triệu rupiah hỗ trợ theo chương trình này. Tổng cộng sẽ có 8,8 triệu người lao động được hỗ trợ tiền mặt trực tiếp, trong khi chính phủ cũng đang xem xét hỗ trợ tiền mặt cho 12 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ. Tỷ lệ lạm phát ở Indonesia trong tháng 3 đã đạt mức cao nhất trong 2 năm qua, trong bối cảnh giá thực phẩm tăng vọt và các chuyên gia kinh tế cảnh báo giá có thể tăng thêm sau khi chính phủ nâng thuế giá trị gia tăng và giá bán lẻ đối với xăng RON 92. Hãng thông tấn quốc gia Ukraine dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tiến trình hòa đàm với Nga sẽ tiếp tục diễn ra, khẳng định đây là giải pháp cần thiết để có thể chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ mệnh trung gian hòa giải của cộng đồng quốc tế. Cùng quan điểm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định duy trì đối thoại với Nga là cần thiết và đúng đắn, đồng thời tái khẳng định trách nhiệm trong thảo luận với Moscow nhằm tìm kiếm giải pháp và xây dựng cấu trúc an ninh mới ở châu Âu. Tuy nhiên, khả năng đối thoại giữa Nga và phương Tây đang vấp phải nhiều rào cản khi các nước vẫn tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế với Moscow. Tổng thống Ukraine hôm qua đã thông báo chính thức chấm dứt quan hệ thương mại với Nga, dù trên thực tế hoạt động này đã tạm dừng kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Mỹ và Anh cũng công bố nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngân hàng nhà nước và tư nhân lớn của Nga. Hãng tin TASS dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ đã phản đối các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực ngân hàng của Nga và coi đây là hành động trực tiếp nhằm vào người dân nước này. Phiên điều trần do Tiểu ban Giám sát và Điều tra Năng lượng và Thương mại thuộc Hạ viện Mỹ tổ chức nhằm làm rõ trách nhiệm của các công ty khai thác xăng dầu trong việc để giá xăng tăng cao dù giá dầu thô đã giảm và có sự tham gia của lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn như ExxonMobil, Chevron, Shell và BP America. Tại phiên điều trần, lãnh đạo các tập đoàn này đều khẳng định giá xăng dầu hiện nay đều được ấn định theo biến động thị trường và rất ít sự kiểm soát về vấn đề này. Giá xăng ở Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục ở mức 4,33 đô la Mỹ một gallon hôm 11 tháng 3 sau đợt điều chỉnh giá do tình hình lạm phát. Hồi tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi doanh nghiệp khai thác xăng dầu tăng cường sản lượng khai thác nhằm phục vụ người dân Mỹ thay vì lợi ích của các nhà đầu tư. Ngày hôm qua, giá xăng tại Mỹ đã giảm 4% và hiện ở mức 4,16 đô la Mỹ một gallon. Trên Twitter, giám đốc điều hành IEA nêu rõ IEA đã quyết định giải phóng 120 triệu thùng dầu trong kho dự trữ của nhóm, trong đó có 60 triệu thùng của Mỹ được rút từ kho dự trữ chiến lược. Thông tin về mức đóng góp chi tiết sẽ sớm được công bố. Quyết định của IEA được đưa ra khi các nước tiêu thụ dầu mỏ lớn trên thế giới đang tìm cách giảm thiểu tác động của tình trạng giá xăng dầu toàn cầu tăng cao ở mức hơn 30% kể từ đầu năm tới nay. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác, hay còn được gọi là OPEC+,
hiện vẫn kiên trì giữ nguyên kế hoạch bổ sung nguồn cung khiêm tốn ở mức 432.000 thùng một ngày cho tới tháng 5. Tháng trước, các quốc gia thành viên IEA đã nhất trí giải phóng 60 triệu thùng dầu nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Trong đó, Australia đã cam kết chỉ xuất kho ở mức dưới 1,7 triệu thùng dầu bởi vì nước này sẽ không còn dự trữ dầu thô trong kho dự trữ khẩn cấp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.